Nếu mà dùng kem mắt theo năm cái kiểu dưới đây thì đừng hỏi là tại sao quầng thâm mắt hay là nếp nhăn mắt mãi mà nó không cải thiện. Thứ nhất đó là bạn đang dùng kem mắt nó không thường xuyên. Nhiều người thì chỉ sử dụng kem mắt khi mà thấy tình trạng quầng thâm, nếp nhăn nó đã xuất hiện. Tuy nhiên kem mắt thì nên được sử dụng hàng ngày, đặc biệt là vào mỗi cái buổi tối trước khi đi ngủ để cho cái làn da vùng mắt luôn mềm mại và được dưỡng ẩm. Thứ hai đó là bạn không bôi kem mắt đúng cách. Bạn nên bôi kem mắt theo cái hướng là từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên để tránh kéo ra cái vùng mắt xuống. Nếu như mà bạn kéo cái vùng da quá mạnh thì điều này có thể dẫn đến cái tình trạng quầng thâm và nếp nhăn trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ ba đó là không sử dụng kem mắt phù hợp với cái nhu cầu. Kem mắt được sản xuất với nhiều công dụng khác nhau như là làm mờ quầng thâm hay là giảm nếp nhăn hay tăng cái độ săn chắc cho da và giúp dưỡng ẩm. Vì vậy nên khi mà bạn lựa chọn kem mắt thì hãy chọn cái loại phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình là vô cùng quan trọng. Và nếu mà bạn có nếp nhăn quanh mắt thì hãy chọn cái kem mắt chứa cái thành phần retinol để tăng cái độ đàn hồi và giảm cái sự xuất hiện của nếp nhăn. Nếu bạn thường xuyên bị quầng thâm thì hãy tìm hiểu các loại kem mắt có chứa vitamin C, vitamin E hay niacinamide để tăng cái sự lưu thông của máu và giúp giảm và mờ cái quầng thâm mắt. Thứ tư đó là nhiều chị em có thói quen sử dụng quá nhiều kem mắt. Khi mà sử dụng kem mắt bạn không nên sử dụng quá nhiều cái lượng sản phẩm, chỉ cần một cái lượng kem mắt vừa đủ nhỏ là đủ để sử dụng cho cả hai mắt của chúng ta. Và điều cuối cùng đó là chị em có thói quen không tẩy trang cho cái vùng mắt đúng cách. Việc tẩy trang là một cái bước rất là quan trọng trong quá trình chăm sóc da. Khi mà tẩy trang thì bạn cần sử dụng những cái loại sản phẩm tẩy trang chuyên dụng cho mắt mình để không gây ra tình trạng kích ứng và nhạy cảm cho cái làn da vùng mắt, dễ bị quầng thâm và có cái tình trạng nếp nhăn nhiều hơn.